Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp ạ. Hôm nay kênh Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm tiếp tục quay giới thiệu đến mọi người một căn nhà cấp 4 mặt tiền đường vườn ươm, có địa chỉ tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Và căn nhà hôm nay là của một bác gái chính chủ gửi Hưng bán qua kênh YouTube. Hiện tại thì bác cũng lớn tuổi rồi, bác muốn về ở với con cái nên là nhà này không có sử dụng nên gửi Hưng bán ạ. Khu vực quanh nhà này thì là dân cư đông đúc, có thể là kinh doanh buôn bán được ha. Ngay bên cạnh nhà đây là có kinh doanh buôn bán quán cơm này. Đó. Nhà này thì xây dựng theo hướng bám mặt tiền đường hướng đông nam. Nhà này thì có mặt tiền đường nhựa là rộng 6m, hai ô tô né nhau thoải mái nha. Hưng mời mọi người cùng vào tham khảo với Hưng về căn nhà này nha. Hưng sẽ báo giá cũng như là tiện ích của vị trí căn nhà này để mọi người cùng tham khảo ạ. Về lô đất này thì có hiển thị trên sổ là ngang 5, dài 50, có 100m thổ cư, đất ở nông thôn. Tổng diện tích là 250,7m2, còn 150,7m còn lại là sử dụng mục đích là trồng cây lâu năm nha. Nhà thì đều được là bác gái này rào sẵn cho chúng ta rồi, rào cũng như là xây tường bốn xung quanh nhà. Trước nhà thì có một cái cổng xanh đây. Nhà thì đứng trước thì bác có làm một cái mái hiên để che nắng che mưa. Nhà này thì bộ bàn ghế là bác sẽ để lại cho chúng ta ha. Về căn nhà này thì bác xây dựng theo diện tích là ngang 5, dài 19, tổng là 95m2. Ở đây thì bác có làm cái tranh mã đạo thành công nha, làm cho ngôi nhà đẹp cũng như là sang trọng hơn. Nhà thì bác sử dụng là hệ thống cửa là cửa kính khung sắt. Nhà có đầy đủ các công năng là một phòng khách, hai phòng ngủ và không gian nhà bếp, cũng như là một khoảng đất trống để mình trồng cây cũng như là chăn nuôi ở phía sau nha. Căn nhà này thì hệ thống nước cũng như hệ thống điện thì được làm là âm tường. Nhà thì ở phòng khách thì được làm cái trần là tôn lạnh. Còn ở phía sau thì không có trần đâu nha, phía sau đang sử dụng là mái tôn thôi, chưa có làm trần. Ngôi nhà này thì tọa lạc tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Và tiện ích quanh vị trí căn nhà này trong bán kính là 500m là tiếp cận đến trường cấp 2 An Bình B. Còn trường cấp 1 An Bình A thì trong bán kính là 1,7 cây. Ngoài ra trong bán kính 550m á, là mình sẽ tiếp cận được là khu tụ điểm buôn bán như chợ nè. Còn di chuyển ra chợ chính ở xã An Bình thì trong bán kính là 1,7 cây. Anh chị mình theo đạo giáo thì mình có thể là di chuyển ra là giáo xứ Nước Vàng trong bán kính là 3,8 cây này. Từ vị trí nhà mà mình muốn lên địa phận Bình Phước để làm khu công ty xí nghiệp á thì trong bán kính là 3 cây số thôi. Và khu du lịch nổi tiếng Suối Gai ở Bình Phước cách vị trí nhà mình trong bán kính là 5,5 cây thôi ạ. Di chuyển ra trung tâm vòng xoay Đồng Xoài trong bán kính là 21 cây. Còn mình di chuyển ngược lại về hướng Bình Dương trong bán kính là 21 cây sẽ tiếp cận đến cổng xanh luôn nha. Còn thành phố Thủ Dầu Một trong bán kính là 43 cây số. Hiện tại thì chủ nhà này là một bác gái, bác cũng lớn tuổi rồi, bác muốn về ở với con cái gia đình để cho thuận tiện chăm sóc con cái cũng như là cháu. Nên là bác gửi Hưng bán căn nhà này qua kênh YouTube. Hiện tại thì căn nhà này bác đang mong muốn với cái mức giá là 1 tỷ 3 là còn thương lượng anh chị ạ. Anh chị mình đang tìm một căn nhà ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì mình có thể là tham khảo về căn nhà này nha. Căn nhà này thì Hưng đánh giá là còn mới là 78% anh chị ạ. Đầy đủ các công năng, có cả vườn sau này để cho mình chăn nuôi gà cũng như trồng cấy một số cây rau để mình ăn uống sử dụng nha. Ở đây thì hiện tại đang sử dụng là hệ thống nước sạch. Ở phía sau này thì thấp hơn nhà nha anh chị ạ. Sau này thì bác đang làm những cái kệ này để mà rửa bát rửa đĩa ngoài đây để cho thuận tiện hơn. Ngày trước thì bác có chăn nuôi heo, tuy nhiên thì bác lớn tuổi rồi không có chăn nuôi được nữa nên là giờ đã đập phá ra rồi. Đó, phía sau này thì bác cũng đã xây tường hết rồi anh chị ạ. Ở đây thì cũng có 2-3 cây ăn trái như là cây bơ này, rồi cây dừa này, rồi cây đu đủ này anh chị ơi. Cây đu đủ này thì to quá trời trái này. Anh chị mình quan tâm thì hãy nhắc máy lên liên hệ với Hưng ngay nha. Hãy cho Hưng một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ Hưng nha. Nhà này thì hiện tại bác đang bán là 1 tỷ 3 nha mọi người. Còn thương lượng đấy ạ. Mọi người mình quan tâm về căn nhà này thì cứ mạnh dạn liên hệ với Hưng đi.
Căn nhà này thì mọi người mua vào có thể là đầu tư, cũng có thể là ở hoặc kinh doanh buôn bán được nha. Vị trí này thì đông dân cư và hiện tại căn nhà bên cạnh á, người ta cũng đang là kinh doanh buôn bán về mặt hàng là quán ăn nha. Ở khu vực này á, thì dân cư ở đây người ta ăn sáng rất là nhiều. Và có mùa học sinh đi học á, là người ta hay cho con cái nhà người ta ăn sáng ở đây anh chị ạ. Nếu mọi người không ưng căn nhà này thì có thể là vào kênh YouTube của Hưng. Ở trên kênh của Hưng thì còn rất nhiều ngôi nhà khác nữa thì mọi người có thể tham khảo nha. Từ vị trí căn nhà này, mình di chuyển ra trung tâm thị trấn Phước Vĩnh của huyện Phú Giáo, chỉ trong bán kính là 7 cây số thôi. Còn anh chị mình muốn di chuyển ra khu công nghiệp Tân Bình của huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương, chỉ trong bán kính là 20 cây số là mình đã đến khu công nghiệp rồi. Ở đây thì mình có hai sự lựa chọn, một là khu công nghiệp Tân Bình của Bắc Tân Uyên, Bình Dương, hai là khu công nghiệp Nam Đồng Phú, Bắc Đồng Phú của Bình Phước anh chị ạ. Rất là gần với chúng ta luôn. Nam Đồng Phú thì cách mình chỉ có là trong phạm vi là hơn 3 cây số thôi nha. Mọi người mình có ô tô á, thì mình có thể đậu ô tô ở trong sân này được nha. Cổng thì rộng rãi, thoải mái, không sợ va quệt xe ô tô của mình nha. Khu vực thì dân cư, mặt tiền đường nhựa. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo.